Tía tô là một cái loại rau rất thường gặp trong những khu vườn hay trong những bữa cơm của người dân Việt Nam. Cái lá tía tô của nó không chỉ có một màu sắc tím đẹp mắt mà nó lại có cái vị hương thơm rất đặc trưng với rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Thì hôm nay kênh xin chia sẻ cái tác dụng của lá tía tô đối với sức khỏe và những lưu ý khi dùng cái cây lá tía tô này nhé các bạn. Tía tô là một cái cây thân thảo có chiều cao từ khoảng nửa mét cho tới 1 mét. Hầu như nó mọc và phát triển đều quanh năm. Thân cây mọc thẳng đứng, có lông mềm. Và cái lá tía tô thì nó mọc đối hình dạng trứng, xuất hiện răng cưa lớn ở cái mép lá và cái lông phủ đầy trên bề mặt. Màu sắc của lá thì có thể là màu tím hoặc đôi khi nó sẽ có một cái màu xanh tím. Cái cuống lá của nó khá ngắn, dài khoảng 2-3cm thôi. Hoa nhỏ thì mọc thành chùm ở kẽ cuống, có thể có màu trắng hoặc là màu tím nha. Cái trái của nó thì hình cầu, rất bé, cái đường kính thì khoảng 1mm thôi và có một cái màu hơi nâu. Các bộ phận của cái cây tía tô thì gồm có lá, cành, quả và rễ. Thì những cái bộ phận này chúng ta đều có thể sử dụng với nhiều mục đích, nhưng mà chủ yếu vẫn là làm rau thơm nha, rau gia vị và để làm thuốc. Cây tía tô được trồng phổ biến ở khắp nơi, nó trải dài từ Ấn Độ sang đến các nước ở khu vực của Đông Nam Á. Thì đối với mỗi bộ phận trên cái thân cây tía tô thì nó đều có những cái tác dụng riêng trong y học cổ truyền. Cụ thể là người ta sử dụng cái lá tía tô thường hái 2 lần, cái lá già chứa cả phần cuống nha. Mỗi lần cách nhau 1 tháng, sau đó thì chúng ta đem sấy nhẹ hoặc là phơi ở một cái nhiệt độ hơi mát nha, để cho đến khi mà nó khô mà nó vẫn giữ được cái màu sắc và cái hương vị tự nhiên đó. Thì cái dược liệu này người ta thu xong người ta để chữa cảm sốt này, khó chịu trong người, ho do cảm lạnh, cảm cúm, đau bụng hay là tiêu chảy. Và cái vị của nó thì khá là thơm nha, nó có vị cay này, tính ấm, không độc, và để chữa được rất là nhiều loại bệnh như mà kênh vừa mới chia sẻ đó. Còn đối với cái cành lá tía tô thì người ta thu hoạch thân cành chính, người ta không lấy cái cành nhỏ nha. Sau khi đã hái cái lần thứ hai, tách phần rễ để riêng và cắt thân cành thành nhiều đoạn từ 5-10cm. Sau đó người ta sẽ phơi hay là người ta sấy khô. Cái dược liệu này được sử dụng cho mục đích là chữa động thai này, băng huyết này, sưng vú hay là suy nhược thần kinh. Còn đối với cái quả của cái cây, cái trái của cái cây tía tô này á, thì người ta hái và có cái mục đích là hái vào cái lần thứ nhất á, sau đó là họ sẽ đem sấy khô phơi. Cái dược liệu này thường được sử dụng để chữa ho có đờm này, ho hen lâu ngày này, mày đay và viêm phổi. Còn đối với cái rễ cây tía tô ấy thì người ta thu hoạch thì người ta sẽ cắt riêng, đem thái nhỏ rồi được phơi hoặc là sấy khô. Cái dược liệu này thì giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy, giảm bầm máu hay là sưng tấy, viêm nhiễm. Và kênh xin tiếp tục chia sẻ cái tác dụng của tía tô nha. Tía tô thì được sử dụng như là một cái loại rau hàng ngày, bên cạnh cái công dụng tốt để chữa bệnh trong cái y học cổ truyền nhưng mà kênh mới chia sẻ ở trên, thì nó có một số cái tác dụng nổi bật như sau, là cái tác dụng về làm đẹp nha các bạn. Một số chất trong lá tía tô có cái sự tổng hợp giúp da trở nên sáng hơn. Ngoài ra thì cái lá tía tô còn có tác dụng trong việc là tẩy tế bào chết này và làm mềm da, giảm thiểu các vết chai sạn. Vì thế là bạn có thể uống trà tía tô mỗi ngày để có một cái làn da đẹp, hoặc là dùng để rửa mặt, gội đầu. Thì trong những cái trường hợp này á, thì chúng ta trong cái trường hợp mà tóc và da chúng ta bị khô nha, và chúng ta súc miệng cho răng miệng chắc khỏe và mang lại hơi thở thơm tho hơn. Tác dụng tiếp theo đó là tốt cho hệ tiêu hóa. Nhờ cái hàm lượng tannin và glucoside có trong cái lá tía tô mà cái thực phẩm này nó có tác dụng chống viêm này, chữa lành vết loét này, cải thiện tình trạng vết sẹo và giảm sự gia tăng cái lượng axit ở trong dạ dày. Thậm chí theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chia sẻ rằng nếu dùng lá tía tô ở dạng sắc thì còn giúp giảm đau,
giảm dịch vị xuống ở mức bình thường và tạo cảm giác ăn ngon miệng, ngủ tốt hơn đối với những người mà bị bệnh đau dạ dày nha. Ngoài ra nếu như mà bị đau bụng đi ngoài hay là chúng ta bị đau bụng nôn mửa do hệ tiêu hóa có vấn đề như là ăn những cái loại thực phẩm tôm cua cá và bị dị ứng đó, thì bạn có thể giã một ít lá tía tô này này và chúng ta sẽ lấy cái nước cốt của nó chúng ta uống nha. Hoặc là chúng ta ăn kèm lá tía tô trong cái bữa ăn hàng ngày thì nó cũng sẽ cải thiện được cái tình trạng như thế này nha. Tiếp theo là nó giúp điều trị về các bệnh ngoài da. Tía tô còn có cái tác dụng hiệu quả trong việc điều trị mề đay và dị ứng nha. Cụ thể là nhờ chứa nhiều tinh dầu và cái tính kháng khuẩn cao cùng với nhiều loại vitamin A, vitamin B1, B6, B4, vitamin C nha. Và chất khoáng, trong đó có sắt, kẽm, thì tía tô có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh da liễu gồm cả bệnh mề đay này, vì cái tác dụng kháng khuẩn này, giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Hơn thế nữa thì tía tô cũng làm dịu đi một số triệu chứng dị ứng như là hắt hơi, chảy nước mũi hay là ngứa mắt, cũng như là điều trị các chứng mẫn cảm và dị ứng theo mùa đã được chứng minh. Và sau đây là những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng tía tô nha. Tuy tía tô có những cái công dụng tốt đến sức khỏe, nhưng bạn cũng nên lưu ý hơn trong những cái cách sử dụng cái loại rau này, như là tránh sử dụng lá tía tô khi đang bị tiêu chảy nha. Vì tía tô có công dụng tốt cho hệ tiêu hóa nên sẽ làm tình trạng tiêu chảy có thể nặng hơn, hoặc là có thể gây dị ứng đối với một số người. Không chỉ việc ăn tía tô mà nhất là việc sử dụng cái tinh dầu tía tô cũng có thể gây dị ứng đối với một số người. Vì thế là bạn nên thoa một cái lượng nhỏ trên da tay để xem cái phản ứng của mình như thế nào rồi chúng ta mới sử dụng cái tinh dầu hoặc là chúng ta ăn cái lá tía tô nha. Tránh tiếp xúc ánh sáng mặt trời, ánh nắng mặt trời khi sử dụng cái tinh dầu tía tô ấy, trên da sau ít nhất 1 tiếng nha các bạn, thì các bạn mới có thể là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Và chúng ta tránh lạm dụng tía tô trong cái việc nó hỗ trợ sức khỏe và cải thiện nhan sắc. Cái việc lạm dụng tía tô dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều gây ra các tác dụng phụ như là làm tăng việc đổ mồ hôi này, tăng huyết áp này. Và nhất là những người đang có vấn đề về sức khỏe thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng nha.